Sáng ngày 17 tháng 8, Tòa án quân sự khu vực 2, quân khu 5 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Văn Minh, 37 tuổi, cựu thiếu tá, trợ lý tài chính thuộc Ban Tham mưu, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân, đóng quân tại tỉnh Ninh Thuận về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Cùng hầu tòa có bị cáo Huỳnh Thị Kim Hằng, 30 tuổi, vợ của Minh và Phạm Văn Võ, 50 tuổi, chú của Minh, cũng bị truy tố về tội khai báo gian dối. Đến trưa ngày 17 tháng 8, sau khi xét hỏi, Hội đồng xét xử Tòa án quân sự khu vực 2, quân khu 5 đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề chưa được làm rõ như liên quan đến lời khai tên họ mẹ bị cáo Võ khác với hồ sơ vụ án. Trong đó cần xem xét đánh giá lại hành vi, vai trò của hai bị cáo bị truy tố tội khai báo gian dối. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát quân sự khu vực 2, quân chủng Phòng không Không quân, khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2022, Hoàng Văn Minh lái ô tô chạy trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Khi đến gần cổng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận, Vietinbank Ninh Thuận, Minh chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng. Quá trình chuyển hướng, xe hơi va chạm xe máy do em Hồ Hoàng Anh cầm lái chạy cùng chiều. Vụ tai nạn làm em Hoàng Anh ngã xuống đường và vào trụ đèn. Thấy nạn nhân bị thương nặng, ông Minh quay lại và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng do chấn thương sọ não nặng, đã tử vong vào trưa ngày 28 tháng 6 năm 2022. Khi đưa em Hoàng Anh vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, do lo sợ sự việc ảnh hưởng xấu đến bản thân và đơn vị, nên mình đã nói riêng với Phạm Văn Võ, nhờ ông này nhận là người điều khiển xe gây tai nạn. Sau khi vào cuộc, cơ quan điều tra đã xác định người điều khiển xe gây ra vụ tai nạn trên là Hoàng Văn Minh.